bằng xe, rồi tiền làm vô chợ tiền xe gì nha. Ờ. Chào tất cả các anh em nha. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Chủ ghe ổng chọn ngày này đó là sẽ hà thủy chiếc ghe Đức Khúc. Hôm nay rất là đẹp nha anh em. Đâu ai ngờ gần đúng không? Anh em hãy chờ xem những cái diễn biến như thế nào. Nói chung là ca này rất là đẹp. Ok, anh em chờ xem nha. Hồi sáng đó, anh em mình xuống trễ cho nên là cũng xong rồi ha. Hôm nay sẽ hạ thủy siêu phẩm 2021 nha anh em. Chuyến này sẽ là tàu cái và làm tàu tải luôn. Đó, cũng xong rồi ha. Dịch lật lên này. Mấy anh kéo đẩy đang chuẩn bị vô xe nha anh em. Ra luôn á. Đúng không vậy, chứ không vậy. Ai dính đầu vậy không? Nước lớn là điều kiện cần thiết nhất để mà hạ thủy siêu phẩm nha anh em. Nó hơi khó khăn chút xíu ha. Đây cái thủ tục cần thiết nhất nha anh em. Đốt cái tiền nhận bạc. Đốt bằng xe rồi tiền làm vô chợ tiền xe gì nha. Ờ. Nói chung nước nó hơi lớn đó, cho nên là mấy anh kéo đẩy cũng hơi khó khăn chút xíu nha anh em. Wow, xuống nước cái hình dáng em nói chắc phê lắm. Ở sau đây đó là mình thấy có bít cái lỗ lỗ tiếp lại nha anh em. Tại vì là chân dịch chưa có cho nên là hạ thủy thì cho nó xuống luôn chứ không có đút chân dịch vô ha. Đó, mầm to. Còn mấy cái phần của thợ keo thì chút nữa kê xe lên hết rồi sẽ xử cù sau nha anh em. Mê lắm anh em ơi. Cái chiếc này là kỷ lục Việt Nam luôn. Không ai dám làm mà ông chủ ghe này ông dám làm. Quá đỉnh. Đâu ai ngờ rằng đúng không? Đức Khúc nói lại đẹp như mơ. Chút nữa đội nó lên thì nó hỏng lên rồi nha anh em. Siêu phẩm. Xuống nước sẽ lên cabin. Anh em cố gắng theo dõi nha. Em này là chạy máy là khủng, chân dịch khủng, hộp số khủng. Bây giờ mấy ảnh sẽ đội lên. Đội lên hỏng lên để gỡ mấy cái nút nề ra hết. Để cho mấy anh bên thợ keo xử cù ha. Thật sự mà nói là chiếc này đỉnh lắm nha anh em. Rất là đỉnh. Anh em gắng cố gắng theo dõi ha. Em này sẽ dựng cabin, đặt máy. Đây. Mấy anh kéo đẩy đang cố gắng ha. Chiếc này nó bự hơn bình thường cho nên là đẩy nó hơi mệt. Phải chuẩn bị cho nó tốt nha anh em. Rồi, rồi mẹ. Cái chiếc này là 100 mấy chục tấn rồi cho nên là phải cho kỹ càng anh em. Chưa tính cao nguyên. Chìm chỗ đó nha anh em ha. Gỡ cái phần chia ra cho mấy anh keo sửa cù.
Tốn thời gian lắm, không phải dễ ăn đâu. Thấy đơn giản như đó nhưng mình vô làm mới biết được. Đó. Đúng chưa qua mà. Chua. Không đi, không đi. Rồi đi đó. Yeah. Ok. Mê lắm anh em ơi. Gò má đó nha. Đây là gò má xệ vuông nha. Thịt cái này dữ dằn. Nó đẹp. Mấy anh đợi keo đang bắt cái vàng, chuẩn bị nhảy lên đây xử cù ha. Còn cù lại làm cho nó mau để kịp nước nha anh em. Để nước nó rồng hạ thủy khó khăn lắm. Bây giờ mấy anh trong kéo đẩy thì anh đang đội lên đó, nâng lên cao rồi nha anh em. Anh này là bên thầu keo nha, anh đang xử cù mấy cái phần đó. Hiện tại là đang kéo gai ga nha anh em, đang qua từ 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 từ. Mấy anh thợ keo thì cũng đang gấp rút lắm nè, để canh nếu mà nước á nó còn lớn ha, mau 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 mau. Quá đẹp, siêu phẩm 2021. Đang xuống từ từ nha anh em. À, wow. Đẹp quá. Tiếp theo là nhiệm vụ của anh vỏ lãi, kè nó vô. Đẹp ghê trời.
khi nào mà lên cabin rồi lên máy là nó nhìn nó khác nữa nha anh em. Gò má sệ vuông. Chiếc này là chứa trên 200 tấn nha. Quá phê. Khi nào xuống cabin đó là cái lái của nó sẽ xuống đó nha anh em. Cabin máy nữa. Còn mấy chục tấn nữa. Siêu phẩm 2021 nha. Tiếp theo là nhiệm vụ của mấy anh này. Kè nó vô. Vô đây luôn nha anh em. Cặp giữa chiếc 51 là nhìn 90 luôn. Wow. Chiếc này sẽ đi cabin 3 tầng nha anh em. Trời ơi, không tới rồi. Quăng lại, quăng lại. Ok, lòi qua. Tiếp theo là nhiệm vụ của anh vô lãi bên đây nè. Ủi cái lái nó vô. Đem cái đồn nhét dưới. Đá cổ này lấy. Rồi xong. Clip này đến đây kết thúc luôn nha anh em. Hẹn anh em clip sau nha. Quay đến đây thôi. Hôm nay quá thành công. Rồi bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại nha.